Tôi yêu đồ ăn vặt. Còn em yêu bơ. Ăn cùng bỏng ngô thì tuyệt. Có bỏng ngô sao? Ồ, là một con bọ. Không, là một con bọ. Lúc nãy ta còn ăn bỏng ngô trong đó. Đòn chặt karate của vệ sĩ. Nó bò lên người tôi. Để em. Em hạ được nó rồi. Mơ của em. Ôi không. Mọi người ơi, đợi đã. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Kích hoạt sau thức giam giữ côn trùng.